Tối ngày 8 tháng 7, xe khách giường nằm chưa rõ danh tính tài xế điều khiển. Trên xe có một số hành khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc. Khi đến xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, thì tài xế cho xe dừng bên quốc lộ 1A để giao hàng. Lúc này, xe ô tô con cũng dừng bên quốc lộ 1A để nhận hàng. Ngay lập tức, một chiếc xe container kéo theo rơ móc lưu thông cùng chiều từ phía sau bất ngờ va chạm mạnh vào khu vực xe khách và xe ô tô đang dừng. Sau va chạm, cả ba xe bị hư hỏng nặng ở phần đuôi và bên hông. Còn phụ xe khách 22 tuổi, quê ở Đà Nẵng, bị rơi xuống khu vực giếng trong vườn nhà dân bên đường, dẫn tới tử vong ngay sau đó. Các hành khách khác trên xe khách bị một phen hoảng sợ. Đến hơn 1 giờ sáng ngày 9 tháng 7, lực lượng chức năng và người dân đã đưa được thi thể nạn nhân lên khỏi miệng giếng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng đến hiện trường điều tiết phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.